Dạ, Thanh Tùng chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Tùng có mặt tại phường Hóa An của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Để Tùng quay ba cái Tùng cùng với nhóm thợ cưa hạ gốc 17 cây cao vua nha cả nhà. Hôm qua thì có một cây cao vua chết đây nè, thì cưa rồi, giờ là còn 6 cây. Chào quý bà con mình nha. Có thấy cây cao lật không? Cây cao lật đây hả ba? Đây là có cao nè. Ô, chóc gốc. Trời ơi, chóc gốc đập hư cánh cửa. Rồi. Mới ngã cái lên cái nhà mà cái nhà thủy tạ đó đó. Trời ơi. Đó nó cái nhà kia nhà mát đó. Nhà này nhà xưa nè. Ngã luôn giờ mấy cái cột nó bị siêu dẻo chân là ngói nó bể trơn hết tùm lum rồi. Hả chân này luôn à. Nó siêu nè, nó nghiêng nè cả nhà. Vậy cái cây kèo, cái bàn tay, cái vui mè thì tùm lum rồi. Nhà này cũng tiền dữ lắm không chứ mà hư rồi. Dạ. Yeah. Giờ phải sửa lại cũng cực. Sửa lại phải tháo hết nó bị dặn mà không kèo hết rồi. Dạ. Yeah. Tại cái gì cây vừa nó ngã xuống là cả tấn rồi đó. Mà cái nhà này chịu nổi thì cũng hay lắm rồi. Nhờ mấy cái nè. Ồ mấy cái hở mộng chân. Mấy cái xiên nó bị gãy mộng luôn nè. Té. Ủa hết sức không? Rớt. Bởi vì giờ mấy cái câu cao đó người ta giờ tao kêu đốn nhiều lắm. Nó dễ bị chóc gốc. Với mấy cái con côn trùng nó ăn chiếc chân đó. Dạ. Mọi người giờ tao nhầm tới đây. Hết bỏ hết. Cái giấy nhà trọ bánh tao cũng sợ nữa. Dạ. Rồi chúc quý bà con mình mạnh khỏe nha. Tôi lấy đồ. Ồ. Đập cái gãy cái này luôn cả nhà, siêu dẻo trơn luôn rồi. Mấy cái mộng này hở trơn luôn rồi. Bây giờ cái hiện tại thì cái nhà này đang ngã hơi nghiêng nè cả nhà. Nè, cả nhà thấy mấy cái chân cột nè. Nó hở lên trơn rồi. Nãy giờ thì anh Tiến anh leo lên cột cắt tàu với cột dây á cả nhà. À, thì anh leo móng được chứ anh leo lên cưa phụ với ba cái tầng chứ. Mấy anh kia thì chưa biết mang móng. Nên là chưa có leo được mấy cái cao vua này. Bác hai với lại anh Trung thì chưa dám leo mấy cây cao vua này. Cây cao vua gì mà nó lật gốc luôn cả nhà ơi. À, cây ngang gốc luôn. Bây giờ chắc chủ nhà mới sợ, mới nhờ ba cái tầng lên đốn mấy cây này. Thì sáng giờ thì anh Trung có dùng cái cây tre để cột cái thòng lọng đẩy mấy cái cọng dây lên hơn kéo cây. Anh Trung tập leo bóng leo mà leo không được, leo bấy cây cao luôn rồi. Anh ơi, mỗi lần mà anh mang cái bộ bóng leo vào á thì cái chân của anh không có cảm giác. Anh hồi sáng anh tập mang bóng leo hả anh? Anh tập mà anh lên được chừng 2 thước hả em ơi. Leo hư cái xài luôn á. Trời ơi. Quay cái đó, nó giấu móng lên được đó, cao. Dạ. Dạ thấy rồi. Khoảng 1m50. Bây giờ nghe nói là anh mang anh leo cái bộ móng vô thì anh cái chân anh không có cảm giác không anh? Cảm giác bây giờ nói chung là bám lên cây bám không được. Tóm là vậy. Dạ. Nếu cái cây mà có dánh anh leo cỡ nào anh leo cũng được hết. Còn em thấy bây giờ banh chành cây xài hết rồi kìa. Còn cây mà có dánh là nói chung là muốn cỡ nào cũng lên được hết trơn á. Dạ. Còn cây cao vua này là cả như là chưa từ nào giờ là chưa có gia chạm tới đó. Dạ. Cái vậy đi. Cái này chắc hồi chủ nhà bắt thường anh cái cây xoài quá. Đây thì có anh Sang cơ phụ nữa cả nhà. Anh là thợ phụ dưới đất. Trời ơi, chưa đường bắt dớt leo nữa hay gì? Chú phải mang đôi dài vậy nó mới không rộng được. Dính con rồi đó hả? Dính con rồi. Qua trời ngoài luôn nè. Đây, anh Trung mới leo rồi, cả nhà. Dậm bay, bấy cái xài luôn rồi. Chắc cái này chủ nhà bất thường quá. Rồi, nói chơi cho vui thì thôi chứ... À, giờ Tùng mời cả nhà cùng theo dõi xem mà ba cái Tùng cùng với nhóm thợ cưa sẽ cưa hạ gốc mấy cây cao vua này như thế nào nha. Mấy cái cây cao vua mà cột dây ấy, thì có thể là sẽ cắt hạ nguyên cây á cả nhà. Nguyên cây ngã vào đây. Nhưng mà trước tiên phải lên cắt tàu trước. Có cây nào trống nhiều thì sẽ không cần cắt tàu. Như có cây này nè cả nhà. Cái cây kế tàu khô thì anh Tiến đã leo lên cắt tàu rồi.
Rồi, cây bìa ngoài này thì thấp nè cả nhà, và khu ngoài này nó trống nên ba cái tầng sẽ cắt hạ gốc luôn, không cần phải cắt tàu. Sẽ cái thân sẽ cắt lóng lóng gọn gọn ngắn ngắn lại đang lăn bỏ qua này nè cả nhà. Rồi cây này thì có lẽ là nó cao quá nên là tiếng có lẽ là cắt tàu rồi nè cả nhà. Để chút cắt anh ơi, quá chừng cái lửa luôn. Chốt anh Sang và chú Đường của Toàn kéo dây bên đó cả nhà. Ồ, cây này không cần cắt tàu luôn cả nhà ơi. Bớt đi, cắt bớt lóng à, lăn ra đây bỏ cho nó một cái nha. Quá thì kiến lửa cái nhà xe nó bò nè. Chú Đường của Toàn đang cắt lấy cái cổ hũ dừa, cổ hũ cao ra đó cả nhà. Đây thì Toàn quay cho những ai mới vào xem video của Toàn thì biết cái cổ hũ cao vua nó ra như thế nào. Này cắt bác Bảy nhờ bác của Toàn lên cưa mấy cây này đó cả nhà. Thì đó giờ chưa có ăn thử cây cao vua này như thế nào thì hôm nay sẵn đây cắt ra cho bác Bảy ăn thử luôn cả nhà. Ăn nó cũng ngọt ngon lắm. Chú Út với bác Hai thì đang cắt cái cổ hũ bên kia và cắt lóng ra luôn.
chứ đường của Toàn là cắt thưởng cho lưỡi mèo rồi. Cắt xong là tự thưởng cho lưỡi mèo rồi. Sao chú? Không ngon hả? Lạc hả? Vậy chắc cây này còn ngon quá. Củ này lạc hay về cái nhà? À, cá vua này cũng tùy theo củ nữa. Có củ ngọt, có củ lạc. Và có củ nó hơi chua chua nữa. Đây, củ hủ quá bự luôn rồi. Giờ chú đừng dạt ra bớt nữa. Bác Toàn thì đang cột cái chân của cây cá vua này lại nè. Lấy cây lên là đẩy lên nè. Ủa, cái này là đẩy lên đằng kéo cả nhà. Tưởng đẩy lên đằng kéo. Toàn tưởng cột chân. Sâu một chút quá chú ơi, cái ngọn á cắt sâu một chút. Ba cái thằng nói lấy củ hú cực dưới ra đường. Cái đầu ăn được. Dạ được. Nhắc lên thấy mua tôi bỏ đâu, tôi cho không bỏ về, bỏ là bỏ. Cái đầu à. Cái đầu ăn được. Rồi. Anh chở ngay cái mắt á anh. Chở ngay mắt bên kia. Bây giờ chú của Toàn thì leo lên vách tường đứng đẩy cho nó cao cao lên. Quá trắng luôn. Quá trắng luôn hả? Trắng hơn chú đường nữa. Trắng hơn chú đường nữa. Rồi dựng chiếc cây tre chống hết lấy luôn à. Tùng mới nói chiếc cây tre chống luôn. Rồi, đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên lại. Rồi cút thiệt mạnh đi anh ơi. Rồi. Ngon lành rồi đó. Cái này thì thiết kế cái này thì đỡ leo á cả nhà. Đỡ phải leo lên cực. Leo lên chừng nhất à. Có móng thì leo dễ. Bác hai bên này cũng lấy thêm cái con hũ nữa. Con hũ cao chứ bác. Cao rồi, không chứ đường giờ đi thử từ cái củ hủ cao coi cái nào ngọt nên lấy. Cái xứ ngọt là ngọt hả? Dạ. Yeah. Có nhiều củ hủ nó bị chua nữa. Rồi chành đây đẩy rồi. Có cái ngọt cái chua anh ơi. Rồi giật coi. Giật cho thẳng đi, thẳng đi cái đi. Từ thôi, bành mình quanh máy luôn rồi. Được chưa? Gái. Rồi chứ nghiêng đây, cái này có được mình rồi. Nghiêng đây. Rồi. Dùng lại, dùng lại. Giật đi chuột đi xuống nữa. Đấy, đừng chọc nó, chọc nó giật cái xít vô. Dùng nó đi, sao? Căng hoài sao? Ừ, buông cái luôn đi. Căng mình đưa lên mới nổi. Căng hoài sao đưa lên nổi. Rồi, xin xe đi. Đâu không ra tôi xiết gì nữa. Rồi xiết đây. Rồi cột hai cây nữa. Chứ đường của Toàn thì bên kia cột thêm cây nữa. Nãy giờ cột cũng 4-5 cây rồi cả nhà.
Cái này leo lên cắt làm hai. Dạ nãy giờ thì Toàn cũng quên nói à, ba của Toàn hôm nay sắm hẳn cái máy mới luôn rồi cả nhà. Cái máy kia thì bị trục trặc gửi về công ty cho sửa chữa thôi. Không có, máy kia nó yếu thôi chứ còn nguyên. Dạ. À, không có thời gian để sửa chữa nữa. Cái tại vì cái trên nhóm này là hay cắt cây từ thiện. Dạ. Cho nên là hôm nay là cái máy đó cũng còn xài được. Dạ. Nhưng mà so với mình là nó hơi mình nó không ngon. Dạ. Nhưng mấy anh em này thì thấy còn ngon. Dạ. Mình tặng. Dạ. Đó là để làm từ thiện và vui củi cho mấy cái chỗ mà bệnh viện với chỗ mấy nhà ăn nhà cơm nhà cháo đồ. Nhà cơm cháo nha. Với lát tặng cho nhóm cái bộ móng leo kia luôn. Dạ. Tặng cho chú giúp bà con. Dạ. Chúng nó làm chia sẻ nhau vậy đó. Dạ cảm ơn bà con. Dạ. Con cảm ơn chú Chánh. Vì là ba tức sư phụ. Rồi giờ cái này thế đi gọi đó. Rồi giờ rồi cảm ơn. Cô cô xem trên mạng cô hâm mộ hôm nay mới được thấy mặt ngoài đời. Dạ. Dạ siêu thích. Dạ. Dạ siêu thử thách. Bác Bảy nói dẫn cô theo làm luôn. Bác Bảy cũng vui tính quá. Đây là bác Bảy người mà nhờ bác cái thằng lên cưa mấy cái câu vua cả nhà. Cái nào mình lấy cái món bánh mình bóc chưa vậy đó, cái mềm ăn được. Còn này là cưa chiều hao vậy chứ nếu mà vậy cái này ăn không bà ngon, cái này ngon hơn cái này luôn hả? Dạ, cái này cứng rồi vậy. Dạ, cái này cứng chứ. Thế này thì ba cái thằng nói với anh Tiến là cắt cắt làm hai thì ngã gì đây, nếu mà cắt nguyên cây á ngã là nó sẽ trúng cái cây lê đó cả nhà, cây lê rồi cây lý đó, mà còn né cái cây lý đó thì nó qua cái bụi chuối bên đây, bụi chuối bên đây thì đang chỗ bắp rồi đó. Dạ. Cây bên đây thì cũng có buồn luôn, có hoài. Con khớp nước cây hay gì? Ừ, khớp nước cây à. Khớp okay. Sao canh đừng cứ tới cái đó rồi. Giữ cũng hơi đừng cầm cái mất tiêu luôn à. Chú nghĩ sâu xa nữa. Nó chấm lần ba cái nè, tiếng hả? Ngắn thôi đừng có xa nè. Vậy đâu chung đi không? Giảm đừng giảm xa. Nè, bắt bây giờ.
Anh Tiến với anh Trung học hỏi móc leo cái móng. Bốn cái cũng được, nhộn nhẹ nhẹ chứ được chứ. Đừng dở cao quá vậy sao dám. Ngắn lại nè. À cái này dài nó có cái nhảy này. Đó, vậy nó mới ở chứ thôi. Nó mất cái bằng. À, cái thằng bị thần kinh to lại cái nha. Khám chữa trị hết rồi nay bị lại. Đó, chuẩn bị dây đây anh em ơi. Sát chỉ huy rồi kia nghe được đấy. Lá lên đi. Rồi. Rồi. Cái này cần như thứ bự ta. Ê, coi nãy giờ nè. Không có bự đổi đi. Đó, dính rồi. Rồi. Mua không biết nó dính thấy rồi. Nhà có chuyện mà chỉ còn đi ăn dỗ nữa. Gửi bà đâu. Tha bỏ việc nhà chứ không bỏ việc trước ha. Cổ hủ luôn rồi. Cái cắm đầu phía trước nát cái cổ hủ luôn rồi. Bỏ cổ hủ luôn. Dội cái đầu xuống trước nát cổ hủ luôn rồi. Xem cái nào nhả được không á cả nhà. Cắt bớt cái lý. Cắt cái nhánh ngoài đó mấy nguồn cắt đi nữa để lên được lại chưa. Vậy là cái này cắt bằng luôn ha. Không. Xích xích đây nè. Chứ không mình né được cái tại xài cây xài. Giờ cắt ngáo nguyên cây thì phải né cái nhánh xài xoài cát này kia. Oh.
nhé, bên đây nè, bên tay phải nè. Cấn cái môi. Chưa cái gột dữa là ta kẹt lấy chưa. Ừ. Sáng móc gột luôn à. Gặp cây cứng nó không đứt lìa lìa. Không phải bị gì mà cắt đứt bên đây mới vừa qua bên đây cái bị không có cắt ngang. Đâu có ở đi ngang dạ. Nó đưa ngang. Rồi bắt đầu cái anh kéo cái nó hút hủ đi luôn. Gặp cây cọng gì cây hay là cây sao cái dầu là nó gạt lấy cưa trong á. Dạ, nó dạ. Nó đứt đúng bên nào trước là nó dẹp đó trước. Thụp bên đó đó. Cái kia lát lấy mai trùng thì cho nó hiểu. Cái máy em đợi chung ơi. Vừa cái máy lại cho ông cắt. Rồi. Cho anh Dũng lạnh ta. Đăng tí cho chồng. Cái này ba con đừng phải cũng phải lên cắt bớt xuống nữa cả nhà. Dài, cao quá cao. Cây cao này nó ốm mà nó cao ghê. Có mấy cây lùng lùng mà nó mập. Kêu vậy chứ đừng. Lạnh luôn, mày mình đừng mang cái cặp tôi gài nha. Ở ngoài mua nhãn 5 cái với 5 con luôn á. Mít á. Tiếng nó kêu mày biết ha. Đây. Kêu nó ngon tự cục nhiều. Cái luôn đó. Cho ông làm rồi đi cái là mình phải căng lên. Không căng hơi với nó nặng dữ lắm. Ừ, bỏ xíu mẹ đi cho ông lên nào gọn nó rồi. Rồi bắt đầu lại đó. Là mình căng lên. Để mình căng hơi cái nó nặng lắm. Chứ đường. Chứ đường. Chứ đường. Hả? Để con đó gần cái gặp. Cái nó lại. Tùng ơi. Hồi anh lấy cái cọng dây anh quên buộc cái cây luôn được không Tùng? Chứ đường cái tầng hỏi lấy cọng dây đang quơ cột cái cây kế bên được không? Ba cái tầng cột cây kế bên luôn. Đừng ngồi đỡ leo lên đó cả nhà. Get down.
cậy ngay đó để mở miệng đập vậy. Mở miệng xong mình tính đó. Dữ tét ra luôn. Ô cái này giảm bọng luôn được luôn rồi. Tét banh tạnh chân bóng bọng gì nữa chú. Lên thềm này giặt luôn. Hai, bốn, sáu, bảy cây rồi cả nhà. Ba cái tuần đứa cưa được bảy cây rồi. Dạ, bây giờ thì ba cái tuần cùng với nhóm thợ cưa cũng nghỉ trưa rồi cả nhà. Và còn lại thì cũng nhiều cây, còn lại chín cây. Về thao tổng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.